nay, kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2021. Họ là những chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có mặt ở những hiện trường sự cố cháy nổ, tai nạn, thiên tai, nguy hiểm, quên đi sự an nguy của bản thân để cứu cái còn lại trong cái mất. Với nạn nhân từng trải qua những lần ranh sinh tử, thì những người lính cứu hỏa như những người hùng bước ra từ đời thường. Vụ cháy kho hóa chất xảy ra ở Hòa Vang năm 2015, cháy tàu cá ở Âu Thuyền Thọ Quang đầu năm 2021, ngập sâu ở trung tâm thành phố khiến nhiều người dân bất lực không thoát được khỏi nhà năm 2018. Mới đây nhất là lật xe bồn chở 20 tấn ga, sức công phá như một quả bom nổ chậm. Mỗi vụ cháy, mỗi vụ tai nạn hay thiên tai là một cuộc chiến với diễn biến hoàn toàn khác nhau, thách thức sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của người chỉ huy và người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải làm sao để nhanh chóng cứu lấy tính mạng và tài sản của nhân dân. Bên cạnh những việc khó khăn như thế thì nguy cơ cháy nổ là luôn tiềm ẩn hàng ngày, nên đòi hỏi chúng tôi là phải thực sự am hiểu những cái công tác về phòng ngừa. Những người lính như Trung úy Hùng luôn có một lý tưởng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân phục vụ. Và ý chí đó không phải chỉ khi vào nghề đối diện với hiểm nguy mới có được, mà nó đã được hun đúc, được trao truyền ngọn lửa đam mê. Từ những ngày đầu thành lập cho tới nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xây dựng chiến đấu và có nhiều cột mốc quan trọng gắn liền với sự trưởng thành, lập nên nhiều chiến công lớn để lại dấu ấn trong lòng người dân, đặc biệt họ trở thành ân nhân của nhiều gia đình khi được cứu sống. Ngay thời điểm giãn cách xã hội, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được huy động tăng cường cho công tác phòng chống dịch ở các địa phương. Nhưng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn luôn được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Bộn bề với những nhiệm vụ, ngày truyền thống năm nay không lễ kỷ niệm, không gặp mặt. Thế nhưng tinh thần người lính thường trực chiến đấu, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân lúc nào cũng sục sôi trong tâm thức người lính cứu hỏa. Thông qua nhiều các hoạt động như diễn tập phương án, lần huấn luyện ở các môi trường điều kiện khắc nghiệt khó khăn cũng đã tạo cho cán bộ chiến sĩ có thêm được cái niềm tin về cái năng lực, kinh nghiệm để có thể tổ chức thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình được giao. Sự trưởng thành ngày hôm nay của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính là được rèn luyện từ muôn vàn chông gai thử thách trong suốt 60 năm xây dựng và chiến đấu. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu kéo dài ở nhiều nơi. Những yếu tố này sẽ tác động lớn đến tình hình cháy nổ. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn rất nặng nề. Đảng ủy giám đốc công an thành phố thì rất là mong muốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan đơn vị sẽ làm tốt hơn cái công tác phòng ngừa ở trên địa bàn của thành phố. Đặc biệt là phải thường xuyên tích cực rèn luyện, tổ chức các cái diễn tập để mà mang thể hiện được cái tính chuyên nghiệp, tham mưu, phối hợp để xây dựng tốt hơn cái phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ở trên địa bàn thành phố. Một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận đã có bao hiểm nguy phải đối mặt. Đó không chỉ là sự lựa chọn, là mệnh lệnh, mà đã trở thành lý tưởng của những chiến sĩ khoác trên mình màu áo công an nhân dân. Những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đang được các thế hệ viết tiếp trong lòng nhân dân.